Ở đây này vừa mới ở dưới nhà có mấy bạn hỏi thay màn hình MacBook. Thế mình tranh thủ mình quay lại clip cho các bạn yêu khoa học có thể xem cùng nhé. Ở đây là MacBook Pro Retina 2015. Đây trước hết là các bạn dùng tủ vít 5 cạnh, các bạn tháo hết sạch những con ốc này ra. Tổng cộng ở đây là có 10 con ốc. Ví dụ các bạn đi mua tủ vít cho để mở cái nắp lưng này thì các bạn mua tủ vít tên là P5. P5 nhưng mà nó còn có một cái gì đấy nữa đấy. Em không nhớ. Nó là P5 thôi, nó là 5 cạnh. P5 là 5 cạnh. Còn iPhone cũng là P nhưng mà nó hình như là P1. Rồi, thì đây là cái anh ấy đang cạnh các pin lên. Đây để quay rõ ra cho các bạn xem. Đó. Nghĩa là mình phải cô lập pin ra để tính trong quá trình mình làm mà nhớ có đổ cái gì vào đây hay là làm cho sao điện điện không có bị chọc. Còn đây tiếp theo là cạy đến ba cái cáp bằng tem wifi. Lật ngược cái chiếc tản nhiệt lên. Rồi cái này thì cứ thế bóc lên thôi, nó dính keo xuống đó. Rồi bên này các màn hình. Rồi đó ban đầu kiểu như thế này. Rồi giờ chúng ta bóc lên thì đây là có một cái lẫy, các bạn cứ cạy lên làm ra. Rồi, xong rồi. Đây là hai cái chống nhiễu của anten. Anh vừa mới cạy ra. Cho nó thời gian không quan trọng lắm. Bây giờ sẽ làm mở cái máy ra trong một góc khoảng 90 độ, trên 90 độ. Cái này để tạo điều kiện cho thì chúng ta nhấc cái màn ra cho nó dễ thôi. Đây là một cái thanh để giữ cái bản lề màn hình và chống nước lọt vào, cái khe chắn nước lọt vào. Đây các bạn có thể thấy là nó chỉ có tác dụng để chắn nước của bên ngoài lọt vào thôi, chắn nước chắn bụi. Rồi đây con ốc vừa ra. Cái màn hình có siêu vẹo hay là có lệch so với cái khung ấy, thì là do bao ốc được quyết định thôi. Ở trong phần mô tả clip mình sẽ chỉ cho các bạn biết tên của từng cái tu bit để như các bạn có tự thay ở nhà thì các bạn có thể tự mua tu bit để thay. Cái đời này cũng dễ, cái đời 2016 thì buổi sau mình làm clip nó khó rất là nhiều. Giờ thì chúng ta nhấc khéo tay nhé để tránh bị bược khung màn hình ra. Đó, nhấc từng bên một. Rồi, ok, xong. Như là cụ ra ngoài. Đó, chúng ta lấy một cái màn khác. Cái này thì chỉ làm ngược với bước tuần trước thôi. Đây, đặt ba con đó vào. Rồi chúng ta chỉ xếp tạm một con ốc rồi sau đó sẽ đặt lại cái bản lề và cân chỉnh sao cho thẳng rồi mới xếp những con ốc còn lại. Rồi đó, giờ thẳng rồi thì mới đi xếp nốt 4 ốc còn lại và xếp chặt luôn. Bên này thì nó còn có một cái lông đen để giữ cái dây nữa nhá, nên là các bạn xoáy là nhớ phải xoáy được dĩa ốc cũng không có quên. Rồi lúc tháo ra thì chúng ta sẽ lắp vào, chúng ta sẽ nhớ thôi. Nhưng mà cứ nhắc các bạn là cẩn thận. Rồi, chỗ này là đặt lại cái dây vào cái khung giữ. Khung này nó chỉ có tác dụng giữ dây để cho cách cái dây ra khỏi cái main board thôi, để tránh cái trường hợp mà cháy chập. Đây, cắm lại đầu cáp camera. Thì nãy chắc là quay thiếu mất cái bước này thì không có rõ. Rồi, lắp vào xong. Anten, anh có thể dùng một tay này để quay nhau từ đó. Anten thì nó hơi khó. Các bạn đặt đúng và ấn vào xuống. Rồi.
mà kỹ về cái việc đóng cái cáp màn hình này vào thì cái cáp này rất mỏng, nếu như mà các bạn để lệch, các bạn cố tức các bạn ấn tay vào ấy, mà thường sẽ bị gãy đầu cáp, cũng khá là nguy hiểm, thường có thể mất tiền để thay luôn cái cáp đó nếu như mà gãy. Rồi còn đây là để đóng pin vào, sau lắp xong cái cáp thì đóng pin vào thôi. Ok, rồi gạt thử cái nắp vào rồi đặt lên kiểm tra. Ok thì chúng ta mới setup. Rồi bây giờ chúng ta thêm màn hình vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ mở lên và kiểm tra xem màn hình ok, ok thì mới lắp ốc vào. Đó, trước hết là nó lên rồi, nó không có đen thui là vui đâu. Thật ra là lên rồi thì các bạn, điều các bạn là đi test lại màn hình thôi, xem có điểm chết cho những kẻ sọc cái gì không, còn sáng tăng giảm độ sáng rồi kiểm tra camera thứ xem có lên không, rồi cảm biến sáng trên màn hình có lên không. Thì cái này thì chắc là các bạn tự biết kiểm tra rồi, không có gì phải hướng dẫn nữa. Còn màn lên rồi thôi thì giờ chúng ta sẽ đóng lại, lắp ốc vào thôi. Đây như các bạn thấy trong ảnh, trong hình đây thì chỉ hai con ốc này là một con ốc ngắn và một con ốc dài. Thì cái con ốc ngắn thì nó sẽ ở vào hai vị trí đây, hai vị trí này đó, còn tất cả các ốc còn lại thì đều là ốc dài. Các bạn nhớ nếu không bạn nhầm thì có thể chọn những con ốc, còn ốc cũng không vào được hết gen.